Cầu Hoàng Văn Thụ là một cây cầu bắc qua sông Cấm tại thành phố Hải Phòng, nối liền hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên. Cầu là một hạng mục quan trọng của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông Cấm. Về thiết kế, cầu có chiều dài 1.570m, chiều rộng 33,5m, gồm có 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ. Trong đó phần cầu chính là dạng cầu vòm chạy giữa ống thép nhồi bê tông với 3 nhịp. Nhịp chính dài 200m là nhịp lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Độ cao thông thuyền của cầu là 25m. Cầu có kiến trúc độc đáo lấy ý tưởng từ hình cánh chim biển. Về thi công, công trình có tổng mức đầu tư là 2.173 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hải Phòng, được khởi công vào ngày 6 tháng 1 năm 2017 và thông xe kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Dự án khu đô thị mới Bắc Sông Cấm có quy mô 1.445 ha, được xây dựng trên địa bàn 3 xã Dương Quan, Tân Dương, Hoa Động của huyện Thủy Nguyên và phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Dự án có tổng mức đầu tư 9.899 tỷ đồng với các hạng mục chính xây cầu Hoàng Văn Thụ vượt sông Cấm nối nội thành Hải Phòng hiện tại với khu đô thị mới, hệ thống đê kè sông Cấm, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong khu đô thị.